Hello, xin chào anh chị cô chú nha. Em là hình đến kênh YouTube Tô Nguyễn Thành Bến Tre ha. Thì cái con này vừa qua em lấy cũng thời gian rồi ha, em mới bỏ tút lại xong nè. Thì bây giờ có anh em nào muốn mua thì em chia lại cho nha. Con này giá muốn bán em bán 49 triệu ha. Con này kêu Mazda 323, dòng này nhập Nhật đi siêu bền nha anh em. Đời 1995 ha. Hiện tại đây đang ở cái bãi số 2 của em. Để làm xe. Em cũng mới vừa sơn xong xe, rất là đẹp nha anh em. Xe này mua về đi liền rồi, này là dơ nè. Để mình mua dơ. Dòng này đi rất là bền nha. Con này thì bên cạnh đó là máy là mới làm full lại hết rồi, đầm vỏ sơn đẹp gấp, rất là đẹp nha, em mua về đi liền thôi. Kính bấm trợ lực cũng được thôi chứ không nhẹ mấy nha anh em, vì cái dòng này là trợ lực dầu nha, cho nên không có nhẹ là mấy, nó được thôi chứ không có nhẹ như mấy xe là mới nha. Nhưng mà bù lại được cái máy rất là bền và chắc đi ít hao xăng ha. Đầm sơn xi rất là ok, anh em nhìn cái dàn nỉ dàn chân nó đầm sơn rất là cứng nha. Vô lăng trợ lực cũng nhẹ, máy lạnh nha anh em, máy lạnh lạnh teo luôn nha. Con này máy lạnh là siêu lạnh luôn. Trợ lực cũng được thôi chứ không ngon, không có nhẹ như xe đời mới mà cũng rất là ok rồi, nó vừa tiền xài, gương kính chỉnh điện nữa nè. Máy móc của con này rất là êm ha. Anh em nào mua thì cứ alo số điện thoại em nha. Xe còn khá đẹp nha anh em. Anh em nhìn hình ha. Mâm đúc 4 vỏ còn mới, đăng kiểm còn dài. Đó. Giá muốn bán là bán 49 thôi ha. Hỗ trợ có thể hỗ trợ giao xe và đổi xe với anh em luôn. Anh em nào có xe đề cao hơn đổi cũng được, đề hấp hơn đổi cũng được. Xe cũng rất là ok ha. Sơn xi rất là đẹp. Rồi anh em nào mến cứ alo số điện thoại của anh em nhiều nha.